đúng loại thực phẩm, tránh uống rượu và duy trì thói quen tập thể dục thường xuyên là những điều không thể bỏ qua để tăng cường chức năng gan. Một số tư thế yoga có thể giúp gan khỏe mạnh. Theo Thư viện Y khoa Quốc gia Mỹ, các vấn đề về gan chiếm khoảng 2 triệu ca tử vong mỗi năm trên toàn cầu. Trong đó, 1 triệu ca tử vong là do các biến chứng của bệnh sơ gan, 1 triệu ca tử vong khác là do ung thư biểu mô tế bào gan và viêm gan siêu vi. Vì vậy, nhằm nâng cao nhận thức về các bệnh liên quan đến gan, chúng ta hãy tập trung thử các tư thế yoga giải độc gan dưới đây. Vì sao các tư thế yoga giúp giải độc gan? Khi thực hiện các động tác yoga sẽ kích thích cơ thể tiết ra glutathione, chất tham gia vào quá trình giải độc gan và khử gốc tự do sinh ra tại gan. Bên cạnh đó, tập yoga giúp tăng cường lưu thông máu tới gan và giảm tác nhân gây hại cho gan, giúp bảo vệ và giải độc gan. Đối với người mắc bệnh gan, các tư thế yoga còn giúp ngăn ngừa tích tụ chất béo, giảm áp lực lên gan, tăng cường chức năng gan, giúp lá gan khỏe mạnh và giải độc gan. Các tư thế giúp giải độc gan 1. Tư thế còn ếch Ngồi trong tư thế kim cương, ngồi trên hai gót chân, đặt hai đầu gối sát cạnh nhau, giữ lưng thẳng, nắm hai bàn tay đặt ở hai bên bụng. Hít một hơi thật sâu và khi thở ra, gập người về phía trước, đầu có thể áp xuống sàn và giữ nguyên tư thế đó trong 10 giây, hít vào rồi nâng người lên. Hai, tư thế con thuyền nhỏ. Nằm xuống và thở ra hoàn toàn, gập chân lại và đưa đầu gối về phía ngực, hai tay ôm cẳng chân, cố gắng ngẩng đầu lên hết mức có thể và giữ nguyên tư thế trong 10 đến 20 giây, hít vào và thư giãn một lúc. 3. tư thế ngồi gặp mình duỗi thẳng hai chân trước mặt ngồi thẳng lưng hít vào và nâng hai cánh tay sang ngang ngang vai song song với mặt đất tiếp tục hít vào và nâng hai cánh tay lên cao hơn nữa theo phương thẳng đứng bắp tay có thể chạm vào tay kéo căng thân cây từ vùng xương cụt bây giờ hãy xoay lòng bàn tay về phía trước và vươn người lên cao khi thở ra gập người về phía trước từ lưng dưới mặt có thể chạm đầu gối giữ nguyên tư thế này trong khoảng một phút với nhịp thở bình thường rồi trở lại tư thế ban đầu 4 tư thế con thuyền nằm trên thảm, hai cánh tay đặt dọc theo hai bên và các ngón tay duỗi thẳng về phía ngón chân, bàn chân đặt cạnh nhau. Hít vào một hơi và khi thở ra, nhấc thân trên lên và gập đầu gối, duỗi cánh tay về phía bàn chân. cố gắng từ từ duỗi thẳng chân và cảm nhận sự căng ra ở vùng bụng và giữ thăng bằng cơ thể hoàn toàn trên mông. đảm bảo các ngón chân, mắt và ngón tay nằm trên một đường thẳng. Sau đó hít thở đều và giữ nguyên tư thế này trong 10 giây. thở ra từ từ và hạ hai chân, hạ thân trên xuống rồi thả lỏng. 5. Tư thế chó úp mặt. Ngồi thẳng lưng trên gót chân, hai tay duỗi thẳng phía trước, úp lòng bàn tay xuống sàn. Trong khi thở ra, nâng mông lên và ấn đầu xuống cho đến khi gót chân chạm đất. Bạn nên thực hiện động tác này mà không thay đổi vị trí của tay và chân. Giữ yên 30 giây, hít vào rồi từ từ trở lại vị trí ngồi trên gót chân. Để các động tác yoga phát huy tác dụng giải độc, giúp gan khỏe mạnh, bạn cần thực hiện đều đặn hàng ngày kết hợp với chế độ ăn uống lành mạnh và từ bỏ thói quen xấu như uống rượu, hút thuốc lá.